Hôm nay bên em có mặt tại Phước Lý, Cần Giuộc sẽ quay cho cô chú anh chị em mình một căn nhà cấp 4 ngang 4,5 m, dài 22 hướng Tây Bắc. Tổng giá sổ hồng riêng là 1.650.000.000 với mức giá còn thương lượng. Ở đây thì được cái là khu dân cư thì rất là đông. Đối diện nhà mình thì có căn nhà vườn. À, cô chú anh chị ha, dân cư đông đúc, đường xe máy cô chú anh chị. Với giá thương lượng sổ hồng riêng gốc full thổ cư. À, bây giờ em quay xung quanh cũng như review nhà cho cô chú anh chị mình cùng xem. Ở đây thì chạy thông vô trong kia cũng còn nhà quá trời luôn nè cô chú anh chị ha. Thì từ chợ Bình Chánh mình xuống căn nhà này là 2 cây số. Đối diện khu dân cư Phát Hải cách 1 cây số nữa thì tới chợ Gò Đen. Đi theo hướng chợ Bình Chánh thì rất là gần cô chú anh chị ha. Đó. Thì dân cư rất là đông, em review mà mấy chú chó cứ sủa em hoài là cô chú anh chị. À, căn nhà này là mình có thể trả góp, chỉ cần thanh toán là 650.000.000. Mình có thể trả góp còn lại bao nhiêu ngân hàng cho vay. Một căn nhà cấp 4 rất là dễ thương, phía trước thì có trồng kiển với tông màu xanh rất là hiện đại. Cô chú anh chị mà cần tìm nhà cấp 4 đơn giản, mình ở được khoảng là 5 thành viên. Căn nhà vừa dài vừa to vừa bự, giá thì siêu rẻ. À, cô chú anh chị quan tâm ngay chợ Gò Đen có căn nhà này. Căn nhà này thì mình sẽ có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và không gian phòng bếp cũng khá là dễ thương. À, xây dựng thiết kế theo cái kiểu mà thời nhà dưới miền Tây á cô chú anh chị. À, có một cái không gian phòng khách phòng thờ là chung luôn nè. Trên trần thì được cái là có đèn trần, ốp gạch nhìn cũng sáng sạch sẽ, nói chung là nhà mới xây mà chúng ta được căn nhà thổ cư full luôn. Pháp lý rõ ràng, công chứng nhanh trong ngày. Đây là những căn nhà cấp 4 mà hiện nay đang được rất nhiều khách hàng đi tìm. Mình leo lầu mệt quá thì mình tìm nhà mà khỏi leo lầu, leo cầu thang. Như vậy là đơn giản mà thấy mát mẻ, tại vì trời nắng nóng quá cô chú anh chị. Mình chỉ ở nhà cấp 4, còn không là nhà vườn là chill thôi. Đó. Đây thì cũng có phòng ốc đầy đủ luôn, ốp gạch lên cao ráo như thế này nè. Có đèn trần luôn, rất là đẹp và xinh lung linh luôn. Thì em cũng quay chi tiết rõ ràng, báo giá ngay từ đầu video để giúp cô chú anh chị mình cân nhắc tài chính túi tiền. Phù hợp thì mình xuống xem để mình thương lượng. Còn thí dụ như không có phù hợp, không có đủ tài chính thì mình vẫn xem hết video để ủng hộ em. Rồi mình theo dõi trên kênh của bên em. Có cái mẫu nhà nào phù hợp thì cô chú anh chị cứ việc gọi điện để em tư vấn và dẫn mình xem nhà. Cũng không sao, đừng hoặc ngần ngại gì cả. Bên em hỗ trợ nhiệt tình, dẫn xem nhà, tư vấn tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Và mua nhà không tốn bất kỳ chi phí nào cả. Bên em lo thủ tục pháp lý từ A tới Z luôn, mình không có tốn bất kỳ chi phí gì cả cô chú anh chị nha. Đấy, mà giá nhà thì vẫn còn thương lượng luôn. Nhà mình sẽ có được một cái nhà vệ sinh ở bên trong và không gian phòng mà nấu ăn, có tủ bếp trên dưới, bồn nước 304, nước máy, nước thủy cục, nước cực mạnh, điện có sẵn của nhà nước hết luôn rồi. Thì căn nhà này thì nó chỉ là đường xe ba gác thôi. Đó, nên cô chú anh chị mình á, không có xe hơi thì mình mua căn này được, miễn sao mình có cái căn nhà sổ hồng riêng với giá rẻ, giá vẫn còn thương lượng để cô chú anh chị mình tham khảo nha. Ở phía sau đây thì mình có một cái vòi nước nè để rửa rau, rửa chén bát, nhiều khi đám tiệc cũng rất là cần. Và trên thì đã có làm khung sắt bảo vệ hết rồi. Thứ hai nữa, chúng ta có thể phơi quần áo ở phía sau cũng rất là ok la luôn nè cô chú anh chị. Nói chung căn nhà này rất là to, bự, rộng, em thấy ok, rất là tuyệt vời để có được một cái căn nhà pháp lý hộ hồng riêng đẹp cấp 4 đơn giản mà cũng gần chợ Bình Chánh nữa. Thì lâu lâu mới có siêu phẩm thì bên em cũng hỗ trợ quay rõ ràng chi tiết như thế này. Mong rằng cô chú anh chị mình xem ủng hộ em. Với mỗi nhà này là siêu rẻ nè, mình mua được. Không có nằm trong quy hoạch gì cả, bên em bán nhà pháp lý rõ ràng, an tâm, uy tín đến với kênh nhà vườn Tâm Nguyệt, em gái miền Tây. Review nhà thực tế, hân hạnh được phục vụ, hỗ trợ nhiệt tình đến tất cả cô chú, anh chị em, bà con đã tin tưởng ủng hộ em.
Đây, với một căn nhà này cô chú anh chị thấy thích, mình có thể gặp bên chủ đầu tư cùng thương lượng giá, bên em sẽ dẫn quý cô chú anh chị xem nhà. Xin kinh hân hạnh được phục vụ tất cả quý cô chú anh chị bà con mình nha.